liên quan đến tối cao pháp viện của Hoa Kỳ trong thời của cựu tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, thì cựu tổng thống Trump ông cũng đã có một cái cơ hội để mà đưa những người thẩm phán mới, những người thẩm phán bảo thủ vô trong tòa án tối cao pháp viện. Hiện nay thì tòa án tối cao pháp viện có 9 vị thẩm phán. Tuy nhiên, với chính phủ Joe Biden mới thì ông dự định sẽ chỉ định một cái ủy ban nghiên cứu mới để mà mở rộng tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Theo bản tin thì Tổng thống Joe Biden vào ngày hôm nay thứ sáu ông đã chỉ định một cái hội đồng để mà nghiên cứu các cải cách mới cho tòa án tối cao Hoa Kỳ, chẳng hạn như là sẽ bổ sung thêm các thẩm phán hoặc đưa ra các giới hạn về nhiệm kỳ, thực hiện lời thề tranh cử khi mà những người tiến bộ họ có những cái hành động thúc đẩy thêm nhiều người tự do hơn vào tòa án theo cái khuynh hướng bảo thủ. Thưa quý vị, và các nhà hoạt động tự do thì họ đã thúc giục mở rộng tòa án tối cao để mà bù đắp cho đa số bảo thủ hiện nay là 6 người bảo thủ, 6 vị thẩm phán bảo thủ và chỉ có 3 vị thẩm phán là tự do. Thưa quý vị, và được tạo ra bởi 3 lần bổ nhiệm của cựu tổng thống Donald Trump như chúng tôi đã nhắc. Và cái sự mà nó nghiêng về bên phải của tòa án tối cao đã mở ra những cái khả năng nó có thể lật đổ cái quyền phá thai theo hiến pháp và khôi phục lại cái quyền của người đồng tính nam, mặc dù cho đến bây giờ thì các vị thẩm phán họ vẫn chưa có những cái hành động rõ ràng nào để mà giải quyết những cái vấn đề này. Trong một cái tuyên bố của tòa bà đốc cho biết rằng tổng thống Biden ông sẽ ký một cái lệnh hành pháp để mà thành lập ủy ban tổng thống về tòa án tối cao. Tổng thống Biden đã nêu tên một nhóm lưỡng đảng gồm có các vị giáo sư luật, các vị cựu thẩm phán và những người khác quen thuộc với hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ và yêu cầu họ đưa ra những cái báo cáo trong vòng 180 ngày để mà có một cái cuộc họp đầu tiên. Ủy ban này sẽ giải quyết về những cái giá trị và cái tính hợp pháp của các đề xuất cải cách tòa án cấp cao một cách cụ thể, cùng với những ý tưởng mà gây ra những sự tranh cãi về việc mở rộng tòa án. Thì những người ủng hộ cải cách gần đây họ đã thúc đẩy giới hạn cái nhiệm kỳ cho các vị thẩm phán. Mục đích của ủy ban này là cung cấp những cái sự phân tích về các lập luận chính trong cuộc tranh luận công khai đương thời và để chống lại sự việc cải cách tòa án tối cao, theo như lời tuyên bố cho biết như vậy. Và người chủ tọa hội đồng của ủy ban này là ông Bob Bauer, là một vị giáo sư của trường luật Đại học New York. Ông cũng là một người cựu cố vấn tòa bà đốc và giáo sư trường luật Đại học Yale. Bà Christina Rodriguez là cựu phó tổng trưởng lý của Bộ Tư pháp. Trong số các vấn đề mà ủy ban này sẽ xem xét đó là cái vai trò của tòa án trong hệ thống hiến pháp, doanh thu và cái thời gian phục vụ và cách mà tòa án lựa chọn để mà giải quyết các vụ kiện tụng. Hiến pháp của Hoa Kỳ thì họ không có nói rõ tòa án phải có bao nhiêu thẩm vị thẩm phán, tuy nhiên Quốc hội đã để con số 9 vị thẩm phán kể từ năm 1869. Và cái ý tưởng mà bổ sung thêm các vị thẩm phán mới đã không được thảo luận một cách nghiêm túc kể từ khi mà Tổng thống Franklin Roosevelt trình bày không thành công về một cái kế hoạch mà đưa thêm những vị thẩm phán mới vào tòa án tối cao trước Quốc hội vào năm 1937. Thưa quý vị, và vào ngày hôm nay thứ ba thì thẩm phán ông Stephen Breyer nói rằng sự việc mà đưa thêm các vị thẩm phán mới vào tòa án có thể nó sẽ làm suy yếu cái lòng tin của người dân. Ông Breyer là một người bổ nhiệm của Đảng Dân Chủ và người có tư cách thẩm phán lâu đời nhất. Ông đã trở thành tâm điểm của những cái sự việc đồn đoán cho rằng ông ta có thể nghỉ hưu trong những tháng sắp tới và cho Tổng thống Joe Biden một cái vị trí trống trong cái tòa án cấp cao đầu tiên. Và Tổng thống Joe Biden, ông ta có thể đề cử một vị thẩm phán mới, một vị liberal vào cái tòa án tối cao này, thưa quý vị.